Đi và cắt thi 3 lần kinh doanh thất bại vẫn không sợ, thua lỗ thì dẹp quán, quay lại hát lô tô kiếm sống. Mà cắt thi cũng nói thật sự với gì nha, cắt thi buôn bán, cắt thi suy nghĩ nhẹ lắm. Được thì mình bán tiếp, không được thôi. Giống như cắt thi mà bán mà cảm giác mà bây giờ không còn khách nữa, mà mình bán bây giờ mình hết mới được rồi. Thì tất nhiên ai đâu bỏ cái tiền túi ra đâu đưa tiền nhân viên mà trong khi đó mình không có thu nhập. Thì tất nhiên mình phải đóng cửa mình nghỉ. Mà mình nghỉ mình đi biểu diễn lại, đúng không quý vị? Phất lên nhờ buôn bán, nhưng cắt thi không trông chờ vào nó, hết thời thì nghỉ. Là cái nghề buôn bán không phải là cái nghề của cắt thi. Cắt thi buôn bán ra để chủ yếu là cái gì? Để mình có thêm thu nhập. Vì cái nghề biểu diễn lô tô và nghề biểu diễn nghệ thuật là cái nghề của cắt thi, và cắt thi phải đi theo nó tới. Còn cái vấn đề mà nghề buôn bán này là cắt thi mở để mình có thêm thu nhập. Dư giả là đi làm từ thiện, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Một phần quà là 10 kg gạo và kèm theo 50 ngàn nha quý vị. À, đó. Trên mạng xã hội gần đây bất ngờ chia sẻ hình ảnh quán bò mới mở cách đây không lâu của Diva Cát Thi đăng bảng sang nhượng. Nhiều người bất ngờ vì đây là lần thứ 3 Cát Thi lận đận trong việc kinh doanh buôn bán, đến mức phải dẹp tiệm như thế này. Trước hoàn cảnh của Cát Thi, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối và cho rằng giá như cô duy trì công việc bán bánh tráng từng làm nên thương hiệu của mình thì đã không đến mức này. Bên cạnh đó, không ít cá nhân cũng khẳng định món ăn ở quán bò của Cát Thi không ngon và chuyện vắng khách là điều có thể dự đoán được trước. Trước đó, Cát Thi từng chia sẻ rằng nếu quán bò vắng khách trong thời gian dài sẽ nghỉ bán để tránh gồng lỗ quá sức. Cát Thi khẳng định chuyện kinh doanh buôn bán với cô không quá lớn lao, nếu thành công thì mừng, dư giả thì mở rộng hay đi làm từ thiện, còn thua lỗ thì chấp nhận từ bỏ và tìm cơ hội khác. Cát Thi cho rằng nếu cô dự cảm là công việc kinh doanh đang rơi vào giai đoạn hết thời thì bản thân cũng sẽ sẵn sàng ngừng lại để tránh mất mát quá lớn. Bên cạnh đó, cô cũng khẳng định kinh doanh không thành công thì có thể bỏ, nhưng công việc hát và trình diễn trên sân khấu lô tô mới là đam mê mà cô sẽ theo đuổi đến cùng. Nhưng mà đến khi một ngày nào đó mình mở mà mình cảm giác mà mình hết thời rồi, mình không còn nữa thì Cát Thi dẹp, Cát Thi biểu diễn lại. Cát Thi, từ một ca sĩ thường hát ở các cánh lô tô, bỗng thất nghiệp vì dịch, phải chuyển sang bán bánh tráng trộn kiếm sống qua ngày, lại thành hiện tượng mạng. Mới đầu Cát Thi chỉ bán bánh tráng trộn vỉa hè với một chiếc tủ nhỏ đặt sát bên đường, rồi dần nổi tiếng, cô thuê hẳn các mặt bằng lớn để mở rộng kinh doanh. Thời điểm hoàng kim, Cát Thi hoàn toàn có thể hốt được vài chục triệu một ngày. Tuy nhiên, được một thời gian thì Cát Thi gặp biến cố gia đình, cộng thêm thị phi đến từ sự nổi tiếng, cô đành phải nghỉ bán. Lúc đó Cát Thi đang bán khách rất là đông luôn, mà Cát Thi dẹp ngang luôn. Rồi xong xuôi Cát Thi mới quyết định Cát Thi đi biểu diễn lại. Đến khi cuộc sống ổn định trở lại, Cát Thi cũng cố gắng mở lại tiệm bánh tráng để kiếm đồng ra đồng vô, nhưng rồi chỉ trụ được một thời gian cũng đóng cửa. Mình biết đầu tiên lúc của mình mở là mình chưa có hết thời, tại vì mình đang bán đang ngon lành mà một ngày mình lời rất là nhiều tiền. Và Cát Thi cắt ngang để Cát Thi đi biểu diễn lại. Vì cái nghề biểu diễn lô tô và nghề biểu diễn nghệ thuật là cái nghề của Cát Thi. Đến lần thứ 3, Cát Thi quyết định chuyển hướng sang mở quán bò, song song đó vẫn bán món bánh tráng thương hiệu. Tuy nhiên, công việc kinh doanh này cũng không suôn sẻ như mong đợi. Cát Thi dù nhiều lần kinh doanh thất bại, nhưng cô vẫn bình thản đón nhận và quan niệm thua keo này, ta bày keo khác. Tuy vậy, nhìn Cát Thi dẹp quán hết lần này đến lần khác, nhiều người yêu quý cô vẫn cảm thấy thương và tiếc nuối.